Và lỡ lượt cơ đầu tiên sẽ là quyền thực hiện cú đánh đầy ba khai cuộc của Yan Gayon. Với những chiến thắng trước đó thì Yan Gayon có thể nói là đang có một phong độ rất ổn định, và một cú đánh đầy ba có điểm đầu tiên cho Yan Gayon. Như vậy là chỉ có một cú đánh đầy ba có điểm duy nhất thôi, điểm số đầu tiên cho Gan Gayon. Và em xin chào tất cả các anh chị đang xem trực tiếp trận thi đấu này. Chúc các anh chị có một kỳ nghỉ lễ thật ấm áp bên gia đình và người thân. Điểm số đầu tiên của Kim Bo Mi. Đối với hai nữ cơ thủ này thì có lẽ sẽ không còn lạ, quá lạ mặt nhau khi mà đã chạm trán nhau ở BBA Team League. Nhưng trong ngày thi đấu hôm nay sẽ là cuộc đánh đơn thì phong độ có thể nói là sẽ khác so với khi đánh team lead. Một độ ổn định có thể thể hiện cao hơn. Đã có 2 điểm cho Kim Bo Mi và Kim Bo Mi đang hướng đến tình huống 2 điểm tiếp theo nhưng không thành công rồi. Như vậy là sau lượt cơ đầu tiên của mình thì các nữ cầu thủ đều mang về điểm số cho mình. Điểm thi đấu ở mỗi set chỉ là 11 điểm. Nên việc nhập cuộc nhanh có lẽ sẽ là một lợi thế. Một cú đánh năm băng của Kim Bo Mi. Không có điểm. Một hình bi cũng tương đối là có thể có điểm nhưng không có điểm rồi. Dành gầy giòn thực hiện cú đánh có thể nói là tương đối tốt chưa chính xác lắm. Vẫn chưa có điểm số tiếp theo cho bé Giang.
Điểm số đầu tiên trong lượt chơi này dành cho Kim Bomi. Với những góc quay vừa qua thì chúng ta có thể thấy ngày hôm nay ở góc quay nào thì bé Danh cũng rất là xinh. Có điểm số thứ hai cho Kim Bomi hay không đây? Một tình huống đánh gãy. Không có điểm rồi. Tục là một cú đánh đảo nhưng lại không thành công. Đã qua 3 lượt chưa có điểm của bé Gian rồi. Nhưng cũng có thể thấy là sau khi ghi được điểm với nhân lực cơ của mình thì Kim Bomi để lại cho bé Gian những hình bì tương đối là khó. Hình bi bắt đầu mở ra với Dan Gajon rồi. Nhưng vẫn chưa thể có điểm được. Có thể nói sau 4 lượt cơ chỉ ghi được một điểm thì có lẽ là nhập cuộc hơi chậm rồi. Ở Jan Gajon chúng ta có thể thấy một vẻ đẹp của sự dễ thương đáng yêu. Còn đối với Kim Bomi thì là một sự lạnh lùng và đầy cá tính. Có điểm đầu tiên trong lượt cơ này cho Kim Bomi. Có điểm số thứ ba hay không đây? Một tình huống bị bỉ đá rồi. Không có điểm số thứ ba. Chỉ có 2 điểm trong lượt cơ này và Tạm Vương Linh dẫn bé Gian với tỷ số là 5-1. Nếu Gian Ga Yon tiếp tục không ghi điểm thì có lẽ sẽ thi đấu này sẽ ngày càng trôi. Là một tình huống bị bỉ đá và vẫn chưa thể có điểm cho Jan Gayo. Khó rồi. Có lẽ còn hơi xui bi một xíu.
tiếp tục có điểm. Kim Bumi đang cho thấy sự chắc chắn trong từng lực cơ của mình. Có 2 điểm cho Kim Bumi trong tình huống bi này hay không đây? Không, không có 2 điểm. Nếu tình huống bi này mà Kim Bumi có 2 điểm thì có lẽ ở set thi đấu thứ nhất này cơ hội cho bé Danh là sẽ càng khó hơn. Nhưng với cú đánh thực hiện không thành công này thì khoảng cách điểm bây giờ vẫn là 5 điểm. Cơ hội là vẫn còn, một series 5 là có. Nhưng ở lượt cơ này Danh Gajon lại không có điểm. Về phần của Danh Gajon thì ở vòng thi đấu trước Danh Gajon đã có 1-2 trên 8. Không biết là trong trận thi đấu này thì bây giờ anh có lại một series nào hay không đây? Trong hoàn cảnh như thế này thì chỉ có tung series mới có thể giúp cho bé Danh lấy lại sự tự tin cũng như là san bằng khoảng cách điểm. Về phần Danh Gajon có 1-2 run là 8 thì Kim Bumi ở trận thi đấu trước cũng có 1-2 run là 7. Nhưng ở set thi đấu đầu tiên này thì chưa có một cơ thủ nào tung series cả. Có điểm số thứ hai chính xác dành cho Kim Bomi. Tỷ số đó là 8-1 rồi. Một tình huống A bằng trắng nhưng không thành công. May cho Yan Gajon là Kim Bumi vẫn chưa có set point trong tình huống trong lượt cơ này. Liệu bé Danh có tung series ra hay không đây? Nhưng trước khi muốn tung series thì phải chắc chắn trong từng cú đánh của mình. Phải có điểm 1, điểm 2, điểm 3 rồi mới có những điểm số tiếp theo. Và vẫn tiếp tục không có điểm. Kể từ sau lượt cơ đề 3 của mình thì cho đến hiện tại Danh Gajon vẫn chưa thể ghi thêm được bất kỳ một điểm số nào cả. Không biết bé Danh đang có gặp một vấn đề về tâm lý nào hay không. Có thể thấy sau khi thực hiện không thành công cú đánh của mình thì Kim Bumi luôn để lại cho bé Danh những hình bi tương đối khó. Nhưng lần này thì đã có điểm số thứ hai
Trời, Yan Gayon, điểm số đầu tiên trong lượt cơ này. Liệu bé Yan có thể lấy lại được sự tự tin của mình hay không đây? Có thể nói trong bộ môn bida này thì có lẽ phong độ, sự tự tin và độ bình tĩnh là những yếu tố mà giúp cho cơ thủ có thể dễ dàng giành chiến thắng hơn là những áp lực, những gò bó về tâm lý. Và đôi khi cũng cần có một xíu may mắn nữa. Nhưng ở tình huống bi này thì không rồi. Chỉ có 2 điểm trong lượt cơ này. Có điểm cho Kim Bumi. Điểm số thứ 9. Nhưng có lẽ sau cú đánh này hình bi mở ra cho Kim Bumi là hơi khó rồi. Chúng ta cần nhìn lại hình bi để có thể nhìn nhận rõ hơn. Kim Bumi đang muốn thực hiện một cú đánh múa, một cú đánh A trắng vào hai góc dạo chân. Có 2 điểm cho Kim Bumi hay không đây? Không phải là một tình huống A vào dậu, tình huống A cúp trắng, nhưng cũng không thành công. Cơ hội là vẫn còn cho bé Gian trong set thi đấu này. Nếu muốn chiến thắng trong set thi đấu này thì điều bắt buộc là phải tung seri, bởi vì Kim Bomi chỉ còn có 2 điểm nữa. Nhưng tình huống bi này thì bây giờ anh không có điểm rồi, cơ hội lại được tiếp tục cho Kim Bomi để có thể kết thúc đi set thi đấu này. Một tình huống quyết định múa và có 2 điểm cho Kim Bomi, kết thúc set đấu thứ nhất lạnh lùng. Như vậy là ở set thi đấu đầu tiên, Yan Gayon không có một cơ hội nào để có thể chuyển mình cả. Cục diện trận đấu hoàn toàn thuộc về Kim Bomi. Chuẩn bị trở lại cho set thi đấu thứ hai với lượt đề ba thuộc về Kim Bo Mi. Ở set thi đấu thứ nhất thì Yan Gayon nhập cuộc tương đối là chậm, nhưng có thể nói
Nhưng nếu nói đó là một set làm nóng của Bejan thì ở set thi đấu thứ hai này Bejan phải thi đấu tích cực hơn. Nhưng điều đó sẽ xảy ra sau cú đánh này, sau lượt cơ này của Kimbumi, vì Kimbumi có điểm trong lượt đề ba đầu tiên của mình. Có thể là có điểm số thứ hai. Và có hai điểm cho Kimbomi. Một tình huống cúp đỏ năm băng về. Không có cái gãy nào cả. Để lại cho bây giờ một tình huống bi có lẽ là rất mở, rất dễ có điểm. Và đã có điểm số đầu tiên trong set thi đấu này dành cho Gian Gayo. Có thể nhìn thấy ở Kimbomi trong ngày thi đấu hôm nay qua set thi đấu thứ nhất thì phong độ của cô đang rất tốt, nên việc mà Giang Gayon cần là phải ghi thật nhiều điểm trong từng lượt cơ của mình, không nên bỏ lỡ một điểm nào cả. Vừa rồi thì chỉ có một điểm, tình huống bi để lại sau điểm số đó có vẻ là hơi khó. Nhưng cơ hội là được tiếp tục cho Kimbomi với tình huống bi này. Bây giờ anh có lẽ là không tính đến giải pháp là chạy bi. Có điểm số đầu tiên trong lượt cơ này. Và sau khi LPBA kết thúc thì sẽ tới lượt thi đấu của các cầu thủ nam. Không giống như ở tour trước là thi đấu cùng, thì ở tour này sẽ là nữ thi đấu trước và các cầu thủ nam thi đấu sau. Sẽ không còn chung lịch nữa. Một cú đánh lăn quá xịn của Kim Bo Mi. Một tình huống A băng. A đỏ có hai điểm hay không đây? Có hai điểm. Điểm số thứ 4. Có thể nói đây là series cao nhất trong hai set đấu tính đến thời điểm hiện tại. Có tiếp tục điểm nữa hay không đây? Hình bi là vẫn còn tương đối dễ. Nhưng lại xảy ra một cú tẹt cơ. Như vậy là chỉ có một series 4 mà thôi.
bây giờ anh có điểm trong cú đánh này hay không? Vâng, và điểm số đầu tiên trong lượt cờ thứ hai của mình. Bây giờ anh cần phải chắc chiêu, cần phải tận dụng những cơ hội một cách triệt để nhất. Và nếu không muốn để cho set thi đấu này ngày càng trôi, cũng như là trận thi đấu này, thì nếu gặp bị khó thì phải biết đường chạy bi. Không thành công. Như vậy là sau hai lượt cơ, Giang Gia Giòn mang về được 2 điểm. Kim Bumi có 6 điểm. Khoảng cách đang là 4 điểm sau hai lượt cơ. Diễn biến có thể nói là không khác gì so với set thi đấu thứ nhất. Nhưng không biết có một chuyển biến nào hay không đây. Kibumi vừa thực hiện một cú đánh A bắn không thành công. Có lẽ Giang đang phân vân việc chạm vàng hay chạm đỏ. Nhưng nếu bắt tia này thì có lẽ sẽ là một tình huống chạm vàng chăng? Với góc này của quả bi đỏ thì có lẽ chỉ có một góc trúng duy nhất mà thôi. Như vậy là lượt cờ này cả hai nữ cầu thủ đều chưa thể mang về điểm số cho mình. Nếu cứ thi đấu với phong độ như thế này thì có lẽ là khó cho bé già giành chiến thắng trước Kim Bo Mi. Có lẽ là dư rồi. Kibumi đang đi chậm lại. Trong lúc này thì đòi hỏi bây giờ anh phải tăng tốc. Không có điểm, vẫn chưa thể có điểm. Và sau 4 lượt cơ thì hiện tại Kim Bumi đang có khoảng cách 4 điểm trước Giang Gayon. Kim Bo Mi cho thấy mình rất chắc chắn trong những cú đánh sườn, những tình huống có thể có điểm. Một lời đánh chắc chắn. Nếu cứ chắc chắn như thế này thì khó
quá khó để cho Gangayon có thể lật ngược cái bàn. Chỉ có một điểm trong lượt cơ này. Liên tục là những tình huống bị khó để lại cho Yang Ga Yong. Có thể nói một phần là do Yang Ga Yong cũng hơi bị xui bi. Không có may mắn cho bé Yang. Có lẽ là bé Yang đang chịu trận rồi. Kim Bồ Mì chậm lại rồi. Những lúc như thế này thì cần phải có sự lên tiếng mạnh mẽ của bây giờ. Một điểm. Tiếp tục lên điểm nào. Không, không có điểm số thứ hai cho Yan Gayo. Nín thở trong từng cú đánh của Bayern, nhưng vẫn chỉ là một điểm số duy nhất trong lượt cơ này. Tình huống kéo cấp nhưng không thành công. Điểm số đang dần chậm lại rồi. Có lẽ là không ổn cho bé Gian rồi. Quá hay cho Kim Bo Mì. Một tình huống kéo cúp chính xác của Kim Bo Mì. Tiếp tục là một tình huống bị có thể nói là dễ cho Kim Bo Mì.
với những cú đánh sườn thì Kimbumi thường đánh rất chắc chắn. Và tình huống Mi này cũng như vậy. Đánh sườn ra sườn. Điểm số Matchboy đang cận kề với Kimbumi. Nhưng bị đá mất rồi. 9 điểm cho Kimbomi rồi. Với cục trận như thế này thì không biết là Yanga có thể tung series để trở lại trận thi đấu này hay không đây. Việc tung một series 8 là có đối với Yanga. Nhưng lại bị đá mất rồi. Rồi xong cho bé Yan rồi. Cứ liên tục là những tình huống xui bi và để lại sơn cho đối thủ. Vâng, và vẫn chưa có điểm số Matchboy cho Kimbomi. Chưa sao, cơ hội là vẫn còn cho bé Giang. Một series 8 có thể kết thúc đi xếp thi đấu này. Nếu có thể là một series 8 thì sẽ là phong độ trở lại, sẽ là bình tĩnh, sẽ là tự tin hơn. Nhưng muốn có 8 điểm thì trước hết lượt cơ này phải có điểm đã. Nhưng không rồi, không có điểm trong lượt cơ này. Và tiếp tục là cơ hội để khép màn trận thi đấu này lại dành cho Kimbomi. Kimbomi có đem về điểm Matchboy hay không đây? Có điểm Matchboy. Có còn một cơ hội nào dành cho Yan Gayon hay không đây? Có lẽ đối với một người lạnh lùng như Kimbomi thì không, lần này cô cho bé Danh một cơ hội. Cơ hội mặc dù là rất mỏng, rất mong manh. Nhưng liệu Yanga có tận dụng được hay không đây? Vẫn còn cơ hội thì vẫn sẽ là còn cố gắng. Nhưng giờ này tìm một điểm số rất khó rồi. Có lẽ là bé Yan đã chịu trận rồi. Không còn sức phản kháng nữa. Một trận thi đấu quá thiếu cảm giác của Yanga. Cơ hội tiếp theo cho Yan Gayo. Cơ hội thì không có nhiều đâu.
Cố gắng nắm bắt đi nào. Có điểm rồi. Nếu muốn lật ngược thế trận thì phải liên tục có điểm trong lượt cơ này. Có điểm số thứ hai hay không? Có điểm số thứ hai. Vậy thì điểm số thứ ba thì sao nào? Có lẽ là không, đúng vậy, không có điểm số thứ ba nào ở đây cả. Có lẽ bây giờ anh cũng đã cố gắng rồi. Nhưng với cái phong độ này thì là khó. Liệu Kim Bomi có hoàn thành trận thi đấu này của mình hay không đây? Một tình huống sau khi thực hiện cú đánh, quyết định là bốc lờ vào chỗ ngồi và cho Yan Gajon một cơ hội nữa. Con nước con tát. Một tình huống đánh sổ nhưng có lẽ là không thành công. Nhưng sau khi thực hiện cú đánh của mình thì để lại một hành vi cũng tương đối khó cho Kim Bo Mi để có thể kết thúc đi trận thi đấu này. Nhưng không biết Kim Bo Mi có làm được hay không đây. Không. Như vậy là vẫn chưa có một cái match point nào cả. Có lẽ giải pháp tối ưu nhất trong hình bi này sẽ là thực hiện một cú đánh 5 băng chăng? Không. Bây giờ anh quyết định chạm đỏ. Không có một điểm số nào được ghi cả. Đã có quá nhiều cơ hội để lại cho bé Danh rồi. Nhưng bây giờ anh liên tục bỏ lỡ những cơ hội của mình. Thì có lẽ là không sớm thì muộn Kim Bomi cũng sẽ kết thúc. Thậm chí là kết thúc trong lượt cơ này. Ngay trong lượt cơ này. Nếu cú đánh này được thực hiện thành công. Và có còn cơ hội không đây? Như vậy là không rồi. Như vậy là không còn bất kỳ một cơ hội nào cho bé Gian nữa cả. Một chiến thắng có thể nói là hủy diệt của Kim Bomi trước Gan Gajon. Một chiến thắng áp đảo và không có một sự bứt phá, một sự trỗi dậy nào của bé Gian cả.
một thế trận có thể nói là triệu trận của Beja, một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho Kibomi. Chia buồn cho Beja và xin chúc mừng Kibomi đã có trận chiến thắng ngày hôm nay. Và ở trận thi đấu kế tiếp của luồng trực tiếp 2 này thì sẽ là cuộc chạm trán giữa Han Sung-gi và Lim Yong-suk.